ở bên server S97 và đây là ạc Thúy Yên Song Đao Xoáy Muội. Cái ạc này là của một cô bé rất là thích chơi Thúy Yên luôn. Trước khi mà Thúy Yên được tăng sức mạnh lên một tí là cái chiêu số 2 á, khi mà anh em tàng hình á, tăng lực tay nè. Trước khi nói chung là từ khi mà mở game Võ Lâm truyền kỳ 1 mobile thì cái bé này đã chuyển qua Thiên Sông Đao chơi. Trước đó hình như là chơi cái đơn đao hay sao không, mà hình như Thúy Yên Song Đao anh em gắn bó đến bây giờ, và bây giờ là em ấy là có một cái ạc Thúy Yên Song Đao rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. 2.244.563 bên giáp. Hiện tại thì ạc Xoáy Muội đang có top 41. Top 41 không phải là một cái lực chiến quá cao trong server, nên là đây là một lực chiến tầm trung. Mình review một cái ạc tầm trung cho anh em, để cho anh em khỏi nói là mình lấy top lực chiến đè người ta đồ các kiểu ha. Đây là lực chiến tầm trung thôi. Mà Thúy Yên anh em cũng có thể nhìn thấy, khi mà tàng hình và chơi cái chiêu số 3, đối phương sẽ bị dính đam cực kỳ to, cực kỳ kinh khủng luôn á anh em. Hiện tại thì bạn ấy đang có số khí hồn là 8, cường hóa 150, khảm 17, 12 viên vân cương, 11 sao này. Tấn công của bạn ấy là 10k, và khi mà búp lên cái chiêu này tấn công 31k. Quá kinh khủng, đúng không? Quá kinh khủng. Máu là 126.000, nội công là 2k7, sinh khí là 1k1, tăng full nội công. Song đao mà. Tấn công cơ bản của bạn ấy là 135%, sinh lực cơ bản là 150%, chính xác là 528, 106.42%. Né tránh là 6k5, né tránh rất là cao khi mà chúng ta chơi chiêu đây. 6k5, 60% né tránh. Rồi ok, chúng ta hiện hình và chúng ta chơi cái chiêu này. Chiêu búp lên. Chiêu này được 45.95%. Né tránh bình thường là 1k5, 32%. Mà khi tàng hình á, tàng hình thì chúng ta né tránh cực kỳ nhiều luôn. Bỏ qua né tránh thì 763, đá đòn 7k4, 30%, gần 31%. Đá đòn miễn thương là 2k2, 40.9%. Chí mạng 2k5, 79.94%. Kháng chí mạng 960, 29.85%. Sát thương bạo kích 2k, 271%. Rồi miễn sát thương bạo kích 126. Hiện tại là đang mặc một cái áo hệ kim và cái vũ khí hệ thủy, nên là áo hệ kim thì có cái thằng bảo qua kháng kim. Bảo qua kháng kim đối với thằng hệ thủy là coi như là phế rồi, không có tác dụng. Rồi bảo qua kháng thủy nè. Kháng hiện tại các bạn ấy là kháng thủy 5k3, rồi còn lại là 3k9. Kháng hỏa là 3k8, kháng thọ 3k1. Còn quá ngũ hành 1k2. Khi mà cái hạt này đánh vô những môn phái hệ hỏa, đam của bạn ấy sẽ tăng thêm 38.09%. Hệ hỏa đánh vào bạn ấy đam sẽ giảm đi 38.09%. Muốn tăng cái này thì anh em phải mang vô cái ấn, có cái ngũ hành ấn, có được cái phi phong cao thì chúng ta sẽ có cường hóa ngũ hành nhiều. Hiện tại thì mình thấy cường hóa ngũ hành tầm 1k6 là ok, bình thường anh em có thể tăng lên 1k6. Rồi tỷ lệ bất lợi hiện tại thì có hai cái, tỷ lệ thọ thương, tỷ lệ làm chậm. Rồi tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm là 200 điểm, thời gian bất lợi ngũ hành giảm là 600 điểm, 672. Coi đầu đạt cái kiểu. Song đao hệ thủy, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng. Ngon rồi đó, chỉ cần 3 dòng này thôi. Có băng sát nội, chính xác, thời gian làm chậm. Cái này là bỏ qua kháng thủy, cái này là tấn công nó đẹp. Băng cương, bỏ qua né tránh, nội công, tấn công chí mạng. Cái dây chuyền hệ kim, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công. Phản đòn cận chiến, đa đòn. Chỉ cần nội công chí mạng, sát thương chí mạng là đủ rồi. Thêm cái tấn công nó quá ngon rồi. Bao qua kháng thủy, nội công, chí mạng, bao qua né tránh. Rồi, qua cái nhẫn trên. Nội công, tấn công, sát thương chí mạng, sinh lực tối đa cơ bản, thời gian chấn giảm và sinh khí, bảo qua kháng thủy, nội công, chí mạng, bảo qua né tránh. Nhận dưới hệ thổ, nội công, chí mạng, tấn công, đỡ đòn miễn thương, phản đòn cận, phản đòn tầm xa, sinh khí, tấn công, nội công, chí mạng, bảo qua né tránh. Ngọc bội hệ hỏa, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, sinh khí, phản đòn cận chiến, sinh lực tối đa cơ bản, bảo qua kháng thủy, nội công, chí mạng, bảo qua né tránh. Cao hệ kim, bỏ qua kháng kim, này là phế nha, không có tác dụng. Thời gian thọ thương cũng phế luôn, tỷ lệ thọ thương cũng phế luôn. Đối với cái thằng Thúy Yên Song Đao thì nó không có chơi thọ thương anh em, chơi làm chậm không à, chiêu nó toàn làm chậm thôi, đây là chơi thọ thương sẽ không có tác dụng đối với Thúy Yên Song Đao này. Kháng thủy, thân pháp, đỡ đòn, sinh khí. Mình nghĩ là nếu mà có cái đá mà né tránh thì mang đá tránh thì ngon hơn thân pháp, còn không mình xài kháng chí mạng cũng được. Rồi qua cái nón hệ thủy, nội công, tấn công, chí mạng, thời gian thiếu đốt giảm, sinh lực tối đa cơ bản, kháng hỏa, sinh khí, đỡ đòn, thân pháp và kháng chí mạng. Mình nghĩ là tăng né tránh thì sẽ ok hơn. Rồi qua cái mà hiện tại là khi mà bạn ấy búp lên là bạn ấy được né tránh rồi đúng không, nên là bạn ấy không dùng né tránh đúng không. Vậy nếu mà vậy thì có thể bỏ hàng thương pháp, lấy đỡ đòn, kháng chí mạng, sinh khí, một cái kháng cũng được. Rồi bao tay hệ hỏa, nội công, tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng, thân pháp, kháng chí mạng, bao tay ngon á. Né tránh, đỡ đòn, kháng thủy, kháng chí mạng. Cái đai hệ thổ, nội công, chí mạng, kháng chí mạng, né tránh, thân pháp, thời gian làm chậm giảm, sinh khí, đỡ đòn, thân pháp và kháng chí mạng. Mình cũng có thể sử dụng né tránh được, tại vì nếu mà như mà mình không phụ thuộc quá nhiều vô cái chiêu này thì mình cứ xài né tránh đi. Còn nếu phụ thuộc chiêu này thì chúng ta theo cái dạng mà đợi chiêu á, thì hơi khó chịu tí, hai mấy giây được hơi lâu á. Đôi dài hệ mộc là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công, bảo vệ né tránh, sinh khí. Đôi dài rất là đẹp luôn, sinh khí, đỡ đòn, kháng thủy và kháng chí mạng. Chạy ngựa bông tiêu, rồi trang sức chí mạng. Trang sức này vô top 16 môn phái có trang sức á, mở ra hên ra được chí mạng không quá ngon, bán liền, bán là có top mua liền. Rồi cái mặt nạ ngọc long, long ngọc chứ, lộng ngọc chứ, sinh lực tối đa cơ bản, tấn công cơ bản. Kình thiên rồi, lên kình thiên rồi, không có phải đơn giản đâu nè. Tấn công sinh lực tối đa, cường quá ngũ hành sinh lực tối đa cơ bản, chí mạng đỡ đòn. Rồi qua cái võ công, võ công băng tâm tiên tử. Chiêu này thì bắt buộc phải làm lại thôi, viết lại thôi. Tại vì sao? Đây, đánh chiêu nhìn chán thật sự. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Ôi, đó, anh em có thể nhìn thấy cái tuyết á, cái tiết nó rơi xuống, nó rơi không có đồng đều. Bà tiên là từ cái nhân vật của mình bay ra thì tiết nó phải rơi theo bà tiên, hướng bà tiên chạy nó mới đúng. Tại vì cái chiêu đánh thường nó sẽ tính đam của bà tiên và tính đam của bông tuyết luôn. Bây giờ nó không có bông tuyết rơi xuống ở chỗ này thì bị mất một đam. Đối với những môn phái đánh cận chiến mà áp sát con Thúy Yên Song Đao như thế này thì con song đao nó chỉ có một đam để đánh được vô đối phương, rất là lỗ luôn. Nên là mong video game fit lại cho cái bông tuyết di chuyển theo bà tiên luôn, hoặc là để nguyên một mảng cho bá lửa luôn, chứ đừng có để vậy. Để vậy nó sẽ cực kỳ kỳ, quá kỳ luôn á. Bây giờ coi lại nè, anh em coi nè, nếu như mà bông tuyết hoặc là nhân vật đối phương, nếu như nhân vật đối phương đứng ở trong cái phạm vi chỗ này là chỉ dính đam bà tiên thôi, không dính đam bông tuyết. Hoặc là đối phương đứng áp sát mình đây, mình chỉ gây đam bà tiên vô đối phương, không dính bông tuyết, chết liền luôn, đúng không? Nên là fit lại cái chiêu này, bên game bắt buộc phải fit. Còn không fit thì phải cho tôi một lý do tại sao mà không fit. Băng tâm trái ảnh, cái chiêu này hồi phục máu rất dữ dội, hồi phục 2 lần đúng không? Tấn công càng cao hồi phục càng nhiều, tăng cho 1200 né tránh, chúng ta 5 giây duy trì luôn, 5 giây duy trì né tránh á. Rồi ẩn thân thì chúng ta được tăng tấn công rất là nhiều, 200% tấn công của chúng ta là 210k, búp này lên là lên được 31k, quá dữ luôn. Thời gian chờ là 25 giây, thời gian duy trì 22 giây. Nếu anh em muốn tàng hình liên tục hoặc là sốc đam đối phương hoặc là chơi cái cấu máu các kiểu á, thì chúng ta chỉ có 3 giây thôi. Chúng ta tàng hình để hết chiêu, chơi chiêu số 3 là cái chiêu này, thủy ánh mạng tú. Chiêu này tăng đam rất là nhiều. Chơi chiêu này ra cái chúng ta ấn thân tiếp. Hậu thể hàng băng tăng chí mạng di chuyển, băng cốt tiết tâm tấn công cơ bản để tránh, ánh tuyết hồng trần tăng để tránh rất là nhiều nha cái hàng này. Tiết nguyệt, khi mà chúng ta tấn công vào đối phương hay mục tiêu sẽ có cơ hội chúng ta kích hoạt lên được cái sát thương chí mạng, tăng thêm 1800 sát thương chí mạng là chắc chắn 300% bạo kích này, nên là rất là ngon. 300% sát thương bạo kích đó, chứ không phải nó bạo kích nha. Bạo kích là cái tỷ lệ đó mình nói sai. Này tăng 300% sát thương chí mạng, quá sướng luôn. Tại vì cái sát thương chí mạng hiện tại của mình là 2k mấy rồi. Đây, 2k thêm 1k8 nên là chắc chắn là chúng ta sẽ full 300% sát thương chí mạng đúng không? Rồi, huyền băng vô tức, cái chiêu này khi mình bị tấn công thì có khả năng nó kích hoạt lên, mình được tàng hình. Ok. Kỹ năng ban 141 liền thể, 100 cường thân, định tâm 160, phòng thủ 106, một tụ luyện đạo 84. Bí kíp, bí kíp là thấu cốc đảo huyệt, băng sát ngoại phế, băng sát nội tăng lực tay, bảo qua kháng thủy không tăng lực tay, đánh vô người chơi sẽ có tác dụng giống như là cái băng sát nội, có cái tỷ lệ làm chậm. Đoạn bông đao tấn công kháng tất cả, kháng chí mạng, bất minh thần công, tấn công kháng tất cả, thời gian siêu giảm. Với lại trường nguyên thập đoạn, chí mạng, thời gian thực thương giảm. Tuyệt học của bạn ấy đã lên được 8 dòng. Nội công băng sát nội, bỏ qua kháng thủy, bỏ qua né tránh, kháng thủy, sát thương chí mạng, tấn công, đỡ đòn. Ồ, có thêm cái nữa ngon nha. Hai cái 8 dòng luôn, ghê thiệt, quá dữ dội. Đây là con Thúy Yên Song Đao, anh em có thể tham khảo cái cách mà chúng ta sử dụng Thúy Yên Song Đao, cách build được cái kiểu anh em có thể tham khảo. Thúy Yên Song Đao rất là mạnh nha anh em, không yếu đâu, rất là mạnh, nhưng mà chỉ cần sửa cái chiêu này thôi. Nhìn đúng chán luôn á thiệt. Giờ là sửa lại cái tảng hoa từ vị trí nhân vật của mình đến cái khúc ngoài đây là ok, để cho người ta dính 2 đam chứ dính con đam uổng, kỳ uổng luôn. Đúng rồi, dưới đây là 2 video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem 2 video này, anh em có thể bấm vào đây để xem 2 video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.